5 số thi thiết kiến lập có 3 tướng âm thanh số sai khác, số 1, số 2 và số nhiều. 6 xứ sở căn tài thi thiết kiến lập, nên biết xứ sở lược có 5 chủng: 1 tương tục, 2 danh hiệu, 3 tổng lược, 4 ích lợi của kia, 5 tuyên thuyết hoặc giới tụng gọi là căn tài. Hai chủng như vậy gọi chung là kiến lập xứ sở căn tài. Như vậy đã thuyết thành minh xứ. E. Công nghiệp minh xứ. Ở nơi 12 xứ, lược nói sở hữu diệu trí, những nghề nghiệp công xảo gọi là công nghiệp minh xứ. Những gì là 12 công nghiệp xứ? Đó là công nghiệp doanh nông, công nghiệp thương mại, công nghiệp việc vua, công nghiệp tính toán, sổ sách đo lường, in ấn, công nghiệp xem tướng, công nghiệp chú thuật, công nghiệp xây dựng, công nghiệp xanh thành, công nghiệp phòng tòa, công nghiệp hòa hợp, công nghiệp thành thục, công nghiệp âm nhạc.